nhiều chư tăng ni Phật tử nam nữ xa gần cũng như bá tánh vạn dân đều nghĩ rằng sư là một ông thầy bùa, sư là một ông thầy ngải, tổ ngải tổ bùa luôn mới cứu dân độ thế làm được những việc mà người ta không thể làm được. Nhưng mà trước những cái lời thị phi mai mỉa đó, sư vẫn lặng thinh, bởi vì chỉ mình mới biết mình thôi, còn người khác không thể nào biết mình được, thì khỏi phải thanh minh thanh nga gì tất cả. Nhưng mà hôm nay đến lúc phải nói lên sự thật để cho tất cả tăng ni Phật tử cùng nghe. Thì giờ này thì quý vị tất cả hãy ngồi xuống, ngồi xuống để tay tự nhiên, để lắng nghe lời chân thật mà sư muốn nói lên những lời, những cái gì đó, cũng như trao lại cho tăng ni và Phật tử những cái sự công phu hành thiền tu tập của sư và cái sự cứu đời như thế nào đó, để cho quý vị được tri tường, để không còn hoài nghi nữa, để không còn hoài nghi nữa. Mô Phật. Thì đúng ra thì sư phải nói không sách vở, nhưng mà nói không sách vở thì nó không có logic và nó không trình tự, cho nên từ chỗ đó mà sư nói bằng sách vở, tức là đã soạn đi một hôm này, đã soạn sẵn để cho nó logic cái hệ thống Phật tử dễ nghe dễ hiểu, và nếu thực hành thì cũng dễ hành nữa. Đó. Và lễ khai sáng tâm pháp 52 năm lần thứ nhất, hôm nay là lần thứ nhất thôi, chứ xưa nay chưa từng làm lễ này. À. Ngày 15 tháng 11 năm Kỷ Dậu, ngày 15 tháng 11 năm Canh Tý 2020, thiền sư An Lạc Hạnh. Điều mà hôm nay sư muốn nói á, sự tu học hành thiền xuyên suốt 6 năm, nghĩa là hành thiền á, và phát nguyện nhập thất công phu 4 tháng, khai mở tâm pháp, các môn đồ tín hữu xa gần nghe rồi hãy bình tâm tư duy cho tận tường, đừng vội phê phán đúng sai mà lạc lầm chánh lý, đừng vội vàng phê phán. Bởi vì quý vị biết ở thế gian này cái gì á, trong thật nó có cái giả, mà trong giả nó cũng có cái thật. Thật thật giả giả khó phân biệt lắm. Cho nên bất cứ không phải lời nói này của nhà sư, mà cuộc đời chúng ta sống á, bất cứ nghe thấy một cái gì chúng ta đừng vội phê phán. Bởi vì trong thật nó có giả, trong giả nó có thật. Thật thật giả giả khó mà phân biệt lắm. Muốn phân biệt được, chúng ta phải vận dụng trí tuệ. Mà trí tuệ đó thì gồm có văn huệ, tư huệ và tu huệ. Chỉ có trí tuệ vô ngại tự tại mới có thể phân định được về tâm pháp của một con người tu như thế nào. Và tôi cũng xin thưa với tất cả quý chư tôn đức xa gần, các vị cao tăng thạc đức ở đây, An Lạc Hạnh tôi không phải để khoe, không phải để mà mình có một cái danh vọng gì đó. Xin thưa quý vị, danh vọng là ảo quyền, không có gì thật hết. Con người sống thế gian có lên cao tới đỉnh tột đỉnh như là ngọn tre đi, rồi cũng trở lại dưới đất mà thôi, phải không? Lên cao đến ngọn tre rồi trở lại dưới đất đó. Tôi muốn nói ngọn tre đó là bất cứ một người nào mà cao danh vọng cỡ nào cũng là leo lên ngọn tre mà thôi, leo chót vót rồi nó quằn trở lại xuống đất rồi. Chứ nó không phải mà ở trên cao mãi đâu. Cho nên do vậy danh lộng vọng là ảo quyền, thì mong chí gì cũng hiểu cho An Lạc Hạnh tôi với cái
cái sự trần tình hôm nay. Xin mong quý vị thông cảm. Và có những gì mà quý vị thấy nghe nó phản cảm á, thì mong quý vị cũng tha thứ cho. Tha thứ cho tôi. Vì tôi là một cái người xuất thân từ nông dân, xuất thân từ trong một gia đình nông dân, cho nên ăn thật nói thật. Những gì tôi nói á, tôi hình dung như tôi là một cái người ở trong rừng, ở trong núi. Chị Dương Môn á, sống á, nghĩa là lợm lá cây, vỏ cây, thân cây, đọt cây, hoa cây và trái cây. Rồi phân biệt cái mùi vị, kể cả phân biệt là đất cát sạn sỏi từng phần như thế nào. Cái hương vị nó là cay, đắng, mặn, nồng, chua, chát ra làm sao, để mà hôm nay trình bày lại cho các vị nghe. Nói chung mà đặc biệt là nói riêng cho đệ tử tôi nó hiểu. Nhiều khi đệ tử tôi nó bên cạnh mà nó cũng không hiểu tôi là gì hết. Đúng, làm sao hiểu được tôi. Tôi như một cái người khùng. Một cái khùng ăn nói nó bất thường lắm. Ăn nói có những cái mà người ta không hiểu được, cho nên tôi gọi là khùng. Nhưng mà thực tế nó không phải khùng. Thì hôm nay tôi xin trình bày với tất cả quý chư tôn đức cao vọng trọng trong các tôn giáo, cũng như là các cái giai cấp trong xã hội, nói chung là thế giới, mà nói riêng là Việt Nam. Xin thưa quý vị, có bài kệ đầu tiên mà tôi xin gửi đến: pháp mà vô pháp chẳng pháp chi, chẳng pháp vô pháp chẳng pháp gì, chẳng thiếu chẳng dư quần vô pháp, pháp vô vô pháp pháp chân như. Đó là bốn câu kệ đầu tiên của tôi. Vì tiếp á, là một bài kệ nói về Phật tâm, tâm Phật. Phật tâm vốn nó rỗng không, chẳng hề có tướng, cầu mong nỗi gì. Người ơi trở lại vô vi, trong không vốn có, đủ thì vạn ngôn. Tạng thức muôn pháp tích tồn, có không còn mất, dạy khôn đủ đầy. Chớ cầu Phật đạo trên mây, cũng đừng tầm chỗ muôn cây lá rừng. Chớ cầu đáy biển biền bưng, cũng đừng kiếm đến nửa chừng hư không. Chớ cầu Phật tánh bông lông, cũng đừng tầm chỗ bụi hồng trần ai. Chớ cầu thấy Phật liên đài, cũng đừng kiếm chỗ hiện bài phép linh. Chớ cầu đại định xuất hình, cũng đừng kiếm chỗ quang minh sáng lòa. Chớ cầu thấy Phật liên tòa, cũng đừng kiếm chỗ quanh co bận lòng. Chớ cầu núi thẳm dòng sông, cũng đừng khởi niệm có không không sai lầm. Người ơi Phật tại tịnh tâm, người ơi Phật tại tịnh tâm, tâm bình tịnh đặng nảy mầm Như Lai. Càng cầu càng lại càng sai, đừng dừng chân sẽ thấy liên đài tự ta. Càng cầu Phật đạo càng xa, càng mong càng vọng, thành ma càng gần. Thành ma càng gần. Bủ châu như ý sáng ngần, tự tâm sẵn có, chẳng cần tầm đâu. Giữ giới chính chắn là cầu, giữ định kiên cố xây lầu pháp dương. Giữ huệ soi sáng Phật đường, giữ giới định huệ chân thường hiện ra. An lạc tự tánh như là, ngộ nhập tri kiến long qua tỏ tường. Đừng cầu thấy Phật Tây Phương, nên cầu thấy Phật tại đường chân như. Đừng cầu thấy Phật Tây Phương, nên cầu thấy Phật
tại đường chân như. Đó là nói về một cái bài kệ, mặc dầu nó cô động trong một phạm vi ngắn thôi, nhưng mà hàm xúc. Đây nói về cái chân linh của một con người. Mỗi chân linh là một nguồn điện tử, tức là mỗi linh hồn con người là một phân tử của hệ thống từ trường vũ trụ thiên nhiên. Chân linh là điện tụ thành qua sự quân tập, quẩn hành mà ra. Khí thở tứ đại hiệp hòa tạo nên thần lực phóng ra muôn màu. Vi trần hạt cát thâu vào hiện ra to lớn, khác nào hư vô. Siêu hình hữu tướng cơ đồ, thần thông biến hóa điểm tô vận hành. Người tu tích tụ khí thanh, đạt nên chánh giác, trở thành Như Lai. Người tu tích tụ khí thanh, đạt nên chánh giác, trở thành Như Lai. Điện tử là nguồn sống của tất cả. Đây về cái bài kệ tiếp. Điện năng vũ trụ bao la, không gian rộng chứa nuôi mà chúng sanh. Tất cả do điện mà thành, tất cả do điện vận hành trước sau. Tất cả do điện chiếu vào, ngừ ngừ linh hoạt lào lào sáng thông. Duy vật tứ đại hợp thành, trọng yếu khí thở vận hành lưu liên. Khí thở là khí hậu thiên, hợp nhất chánh khí tiên thiên trần hoàng. Khí thở hợp nhất an toàn, sanh ra linh tánh thường còn nơi ta. Thấy nghe hữu niếm như là, biết hiểu rờ tưởng chánh tà bạch minh. Khác nào khoa học kết tinh, tạo nên dòng thác làm bình điện năng. Điện cơ dồn chứa thường hằng, có hơi có điện, có thăng có trầm. Hết hơi hết điện không lầm, rõ ràng khí hóa là mầm tạo nhân. Khí hóa hơi thở rất cần, tồn tâm dưỡng khí gìn thân tịnh bình. Người tu muốn đặng pháp linh, thời nên định tánh hòa mình hư vô. Người tu muốn đặng pháp linh, thời nên định tánh hòa mình hư vô. Thì đó là những người biệt kệ. Đây nói là về cái liễu ngộ ý pháp vô sanh. Đây là nói vấn đề hành thiền trực tiếp của nhà sư, các đệ tử ông đồ lắng nghe. Một buổi chiều mùa đông, nhằm ngày 13 tháng 12 năm Giáp Thìn 1964, trời quang mây tạnh, sư ngồi bên cạnh cây cổ thụ để tham thiền nhập định, đi vào đại định. Mọi cảnh xung quanh vắng bặt như tờ. Đang cơn tỉnh tọa, bỗng thấy quanh mình sáng rực như ban ngày. Đang cơn tỉnh tọa, bỗng thấy quanh mình sáng rực như ban ngày. Tưởng chừng như mặt trời đứng bóng. Thấy cảnh lạ, sư định thần quán xét, nhưng chẳng biết lý do. Xét tại sao lại nhìn thấy như thế? Lòng còn đang phân vân tư lự khoảng 10 phút sau. Sư tự nghĩ, chẳng lẽ mình ngồi thiền hồi 5 giờ chiều đến giờ là 12 giờ trưa mai rồi sao? Bèn mở mắt ra xem lẽ nào, thì ra mới vừa chật vật hơn 6 giờ tối. Như vậy chỉ mới thiền một tiếng, ngoài một tiếng đồng hồ. Bởi do đi vào đại định không còn khởi niệm phân biệt thời gian, sư mới nhắm mắt đi vào đại định tiếp. Thời lại thấy sáng rực như cũ. Sư mới dùng trí huệ quán chiếu về nội tâm một cách an nhiên tự nhiên, liền phát hiện căn linh mình đã được khai thông quyệt bách hội. Âm dương hợp nhất, tam quy tụ đỉnh đã mở, đạt lý tứ diệu đế trong đường hành đạo, hiểu rõ ý pháp vô sanh. Thế là kể từ nay sư luôn an trụ ý pháp vào chỗ thanh tịnh tự tại, không sanh không diệt. Nên có viết ra bài kệ làm chứng rằng: giác tánh viên minh ẩn bấy lâu,
sự tình không bỏ uổng công cầu, ngộ chân diệu pháp lìa tham chấp, đạo lý quyền thâm rất thậm sâu, hàng phán thủ giác sự ngộ đạo. Tỉnh thất lần thứ nhất ngộ lý vô thường. Sau khi sửa soạn xong, sư bắt đầu vô cốc tịnh tọa hành pháp, hồi quang phản chiếu. Ngày thứ bảy nguyên thần lắng động, bỗng thấy xuất ra đứng phía trước. Sư mới quán sao lạ kỳ, mình ngồi đây mà mình lại hiện ra đứng phía trước đằng kia. Đang quán xét như vậy, sư trụ thần đằng kia nhìn ngược lại cũng thấy xác đang ngồi tọa thiền. Trụ tánh thấy nơi xác đang ngồi thì thấy nguyên thần đứng phía trước, đảo qua đảo lại ba lần đều nhìn thấy y như vậy. Sư mới suy gẫm, xác ngồi đây mà nguyên thần hiện ra kia, như vậy xác là giả tạo. Giả sử như xác chết, nguyên thần xuất ra, chứ nguyên thần đâu có chết. Xác là vô thường giả tạo, không phải thật. Còn nguyên thần hiện ra kia có phải thật không? Sư tư duy, nếu nó là thật thì tại sao lại biến mất? Nhưng nếu nó là giả thì tại sao có hình? Thế là sư đã nhận chân được thân trung ấm, nó không phải có thật, nó cũng không phải thật không. Nó là phần di linh ở khoảng giữa di vật và di tâm. Nó là phần di linh ở giữa di vật và di tâm. Phần này thiền định đi vào thanh tịnh, tịnh tâm vào chỗ thanh tịnh đó, tự nhiên thần hồn xuất ra chứ không hề có một vọng tưởng, không hề có một niệm vọng tưởng gì hết. Nghĩa là vật là sắc thân hữu hình, tâm là không, là vô hình. Do định lực của tạo hóa mà biến thành năm ấm là ngũ quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó là cái kết tinh của tâm vô sắc và vật hữu sắc. Nó chính là giác linh, là chân linh, là linh căn của mỗi người. Nó chính là chân linh, là linh căn của mỗi người. Rồi sư suy nghĩ, ý tưởng thất tình lục dục nó ẩn trong chân linh. Chân linh nương nơi thể xác, nó có sanh có diệt, nó càng diệt nó càng sanh. Sư hồi quang thấy rõ tâm mình nó vốn là chân không thanh tịnh, còn thất tình buồn vui mừng giận thương ghét muốn từ tâm không sanh ra có rồi quần về không. Sự sanh diệt liên hồi của tư tưởng nó làm cho ý chí và tinh thần của con người bị quay cuồng điên đảo. Càng chấp vào ngũ quẩn là càng bị đọa lạc trầm luân. Ta có thể sống bằng trí chân không thanh tịnh thì sẽ dứt được luân hồi lộn kiếp, vượt khỏi bánh xe thập nhị nhân duyên quay chuyển. Thế là sư đã đạt được lý vô thường của tâm thức, trí hủy biết xuyên qua ngũ quẩn, nhất tâm an trụ nơi bổn tâm thanh tịnh chân không. Sư hồi quang suy xét xong, tự cảm thấy mình nhẹ nhàng phơ phớ như được vật báo lạ mà xưa nay chưa từng có. 7 ngày sau sư xả thiền. Đây đó là cái giai đoạn thứ nhất. Có bài thơ làm chứng rằng: ta là Bát Nhã ở nơi không, mẹ ta vốn thiệt giống dòng năng sanh, cha tên cư sĩ Tịnh Danh, quê ta là xứ hiền lành không tâm. Giác ngộ được chỗ này phù hợp trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu: chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Giác ngộ chỗ này thì phù hợp với câu đây. Tỉnh thất lần thứ hai đạt chánh pháp nhãn tạng. Sau khi ngộ đặng lý vô thường của tâm thức, đồng thời phân biệt được ý chân, ý vọng, bến mê và bờ giác đã rẽ hai đường. Một bên theo tư tưởng dục vọng là làm ma quỷ, một bên dụng trí giác an trụ nơi bổn thể chân tâm là làm Phật. Sư quyết tâm dụng trí giác an trụ nơi bổn thể, nhưng vẫn còn bị các ma phiền não và quỷ dục vọng quấy nhiễu. Cách tháng sau, khi cúng rằm tháng 3 xong, sư lại tỉnh thất lần thứ hai để dùng trí huệ hồi quang quán xét thêm
Trong mấy ngày đầu càng định tâm chân không, các món vi tế phiền não lại càng trào lộng lên dữ dội, nó làm sao xuyến cả trí giác. Tình trạng này nếu người bình thường thì khó mà kiên trì tiếp tục, nhưng sư vẫn cố gắng miệt mài, bền chí sắt son, quán xét lại các duyên nghiệp cấu tạo thành phiền não giọng loạn. Sư tự nghĩ, như nấu đường, lửa càng đun nước càng sôi thì cặn bã bọt bèo phải trào lên. Do vậy thợ nấu mới thấy rõ mà gạn lọc từng phần. Nếu sợ sệt bọt bèo trào lỏng mà hạ lửa tắt, ắt đường không tới và thợ cũng không gạn được bọt bèo. Do đó sư không thể hề sợ trước sức trào lỏng của não phiền. Điều này nếu trừu tượng ra ngoài giả cảnh, ví như nhà công quyền đang cầm đèn pin để rọi bắt kẻ trộm trong đêm. Kẻ trộm luôn ẩn né vào bóng tối để chống chọi lại. Đến khi kẻ trộm đã mệt nhừ thì nhà công quyền cũng đuối sức. Cả hai cùng ngồi phệt xuống. Trong nhất thời đó, hốt nhiên nhà công quyền nhận ra tên trộm kia là cái bóng của mình. Tên trộm kia là cái bóng của mình. Còn tên trộm thật đã biết mất dạng từ bao giờ. Cái cảnh chẳng khác người bắt bóng trong gương khi nhận ra bóng trong gương chính là mình. Thì cái này á, nếu nhà nông ai mà từng nấu đường thì biết. Cái sự tu hành của mình á, cũng giống y nấu đường như vậy đó. Y chang luôn. Bát nhã phản chiếu, hốt nhiên đại ngộ tánh thấy. Thật vậy, trong lúc duyên nghiệp vi tế trào lộng, sư dùng trí huệ hồi quang quán lại. Đoạn đầu tiên chân thần xuất hiện. Chân thần là mình hay thể xác là mình? Mà khi trụ vào chân thần thì thấy thể xác, trụ vào thể xác lại thấy chân thần. Cái thấy đó ở trong thể xác hay là ở trong chân thần? Nghĩa là cái thấy đó ở trong cái thể xác này hay là trong cái chân thần của mình, tức là trong cái tâm linh của mình á. Bát nhã càng quán xét rọi sâu vào nội tạng, thấy chân tâm vốn thanh tịnh. Cảnh thanh tịnh, bát nhã đứng ngừng nơi đó, sư mới dùng bát nhã phản chiếu vào tánh thấy. Bây giờ dùng cái trí tuệ phản chiếu trở vào cái tánh thấy, dùng cái thấy mà phân biệt được hữu hình và vô vi. Bây giờ cũng dùng cái thấy mà đảo ngược lại để nhìn cái thấy từ đâu mà có. Cái pháp này nó rất là đặc biệt. Mà trong cái trong sách vở mà chư tăng ni mà học á, quý chư tôn đức đã dạy kêu bằng phản quang quang, phản quang quang tự 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 xét á, tự quán đó. Phản chiếu vào tánh thấy, hốt nhiên đại ngộ tánh thấy, rỗng lặng trùm khắp, không ngưng trời, không trên không dưới, không trước không sau, không có không không, không sanh không diệt, vốn thường còn bất biến. Cái chỗ này như là đức Huệ Năng Lục Tổ mà ngộ cái chỗ mà ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, hoặc giả là như là Trần Thái Tổ, Trần Cảnh ngộ chỗ ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm trong kinh Kim Cang. Tánh thấy vốn bình đẳng rỗng lặng trùm khắp, tự tánh của thấy cũng bình đẳng rỗng lặng trùm khắp. Kể từ nay sư vui sống với tánh bát nhã, an trụ nơi tự tánh vô sanh của bổn tâm diệu giác, không còn lo ngại với phiền não nghiệp chướng gì cả. Nên có kể rằng tự tánh muôn đời chẳng diệt sanh, không thêm không bớt bất thành danh, quang minh bát nhã soi chân tướng, liễu pháp vô sanh đạt bất tranh. Đại ngộ được tự tánh thấy vốn vô sanh, sư mới hồi tưởng như Đức Đạt Ma Sư Tổ đạp trên cây lao mà qua sông. Giả sử không có cọng lao, Đức Đạt Ma có qua sông đặng chăng? Chắc hẳn là không. Giả sử như không có cọng lao, Đức Đạt Ma Sư Tổ có qua đặng sông hay không? Không, chắc chắn là không. Nhờ cọng lao mà Đạt Ma Sư Tổ qua được cái bên kia sông. Tức là bên này là bên mê, bên kia là bờ giác, bên này là thử ngạn, bên kia là bỉ ngạn. Đại ngộ tánh thấy là minh tâm kiến tánh. Thật vậy,
thấy được tánh thấy của mình, tức là hoàn toàn minh tâm kiến tánh, như đã bừng tỉnh sau một giấc mơ dài say ngủ, tự cảm thấy lòng vừa vui mừng vừa hổ thẹn. Mừng là mừng đã phá được màn vô minh bao phủ từ lâu. Dòng sanh tử kể từ đây rõ ràng trên đường đi lối về, nên có bài kể rằng: tự nhận bổn tâm vô sở đắc, tánh minh quang chiếu phá mê mù, vô pháp vô tu vô sắc tướng, sanh không tự tại gọi khỏe ru. Sanh không tự tại gọi khỏe ru. Còn hổ thẹn là sao? Hổ thẹn là hổ thẹn từ trước tới nay mình xem học kinh kệ, chuyên trì giới lực, tự cho là thông suốt đầy đủ. Nào ngờ cái hiểu biết đó là giả. Chỉ học để nói, ví như sân khấu, thần hời, ăn mài, đóng vai trưởng giả, hay là như đầy tớ cày ruộng, mà cứ ngỡ ruộng chủ là của mình. Quá ngu ngốc, quá xấu xa. Cho nên nói, chim bao một giấc mơ màng lúc thức, rõ ràng chim bao. Chim bao chẳng rõ chim bao, cuộc đời ắt phải lọt vào hố mê. Thế gian thường tình người ta chỉ nghĩ ngủ mới là chim bao, nhưng họ có hiểu đâu thức cũng là chim bao. Chính lúc thức cũng là chim bao mà nhiều người không rõ, nên mãi quay cuồng trong vòng luân hồi lộn kiếp. Lúc sanh lên làm cha mẹ, lúc lật lại lộn lại làm con cháu, lúc thì làm trâu ngựa, thú cầm, vân vân, trong vòng luân hồi. Lại nữa, mộng có nhiều giấc mộng, chính người ngủ có khi trong giấc mộng lại thấy mình đang nằm mộng. Có khi trong giấc mộng mình lại thấy mình đang nằm mộng nữa. Cũng tiếp xúc, cũng chuyện giảng nói năng người này kẻ nọ, hoặc thấy suốt cuộc đời 50-70 năm, khi bừng tỉnh mới biết là giấc mơ. Khi bừng tỉnh mới biết là giấc mơ. Sự nói năng trong mộng như người mớ không khác. Cái mớ lúc thức chẳng ai hay, cái mộng trong ngủ, giấc ngủ thì có nhiều người biết. Mộng lúc thức tỉnh gọi là mộng kiếp đời, mộng duyên số, mộng khi ngủ là mộng tư tưởng, mộng thất tình. Rốt cuộc sự sống của chúng sanh chưa giác ngộ chân lý thì dầu ngủ hai thức cũng đều là mộng. Nếu biết giác ngộ chân lý rồi, ắt biết tỉnh trong giấc mơ, mới nhìn nhận được giấc mơ nó hoàn toàn chứa một sự thật tuyệt vời của cuộc đời bên kia thế giới di linh. Của cuộc đời bên kia thế giới di linh. Tóm lại, cái biết giác của con người rất quan trọng trong cuộc sống hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, kiếp đời trong xã hội. Sở dĩ vì sao? Vì biết giác trong cõi mộng thì biết được đường đi lối về trong cõi giả và thật, cõi phi thường và cõi chân thường, ví như lòng bàn tay có bề trái, bề mặt vậy. Nên nói, giấc mộng muôn ngàn giấc mộng mơ, từ xưa ngẫm lại có ai ngờ, mộng tình mộng tưởng là sai mộng, mơ kiếp mơ duyên ấy tỉnh mơ. Tri giác ngộ rồi giấc mộng mơ, dầu cho tái kiếp đến bao giờ, cũng không lai chuyển lòng băng tiết, cứu thế độ sanh vượt khỏi bờ. Tỉnh tọa 4 tháng lần thứ 3, đại nhập chánh tri kiến. Trong kinh sách thường dạy, minh tâm kiến tánh thì thành Phật. Nhiều người hiểu lầm, chỉ thấy nhiêu bấy nhiêu đó là đủ rồi. Khi sư đi sâu vào rồi mới hay, người đặng minh tâm kiến tánh chỉ gọi là ngộ đạo, nghĩa là ngộ nhận ra được sự thấy biết của Như Lai, rồi còn phải nhập vào cái thấy biết của Như Lai mới hoàn toàn viên mãn. Minh tâm kiến tánh chỉ là mới ngộ, mới thấy biết thôi, chứ chưa phải nhập, phải nhập nữa mới được. Bởi minh tâm là tâm sáng, kiến tánh là thấy tánh, nghĩa là tâm sáng thông suốt được chân vọng, thấy tánh là thấy vốn bình đẳng rỗng lặng trùm khắp. Minh tâm kiến tánh giống như người chèo thuyền đã ra khỏi dòng sông, được vào biển cả mênh mang. Minh tâm á, kiến tánh giống như người chèo thuyền ra khỏi dòng sông, được vào biển cả mênh mang nhưng chưa đủ. Được vào biển cả mênh mang nhưng chưa đủ, còn phải nhập vào rúng biển, phải đi đến ngay rúng biển và nhập vào rúng biển, xuống tận đáy biển lấy được viên ngọc vũ châu như ý mới xong. Tức là được minh tâm kiến tánh là còn phải trải qua ba giai đoạn nữa.
đã minh tâm kiến tánh rồi còn phải trải qua ba giai đoạn nữa, chứ không phải như đó là xong đâu. À. Chính có đa số người hiểu lầm nghe biết lời dạy chư tổ sư và Phật chút ít, cho là mình đã minh tâm rồi, thấy tánh thanh tịnh, rỗng không, lại cho là đã kiến tánh rồi, chấp chặt nơi đó, hưởng quả nhị thừa. Hoặc chấp ngoan không, lạc vào quỷ đạo, chấp thường sanh, lạc vào thiên ma mà không hay. Lạc mà không hay. Hỏi, sở dĩ vì sao lại có người lầm chấp? Đáp, vì kiến tánh có sáu cách từ cạn đến sâu như sau. Một là thấy tánh của tư tưởng có sạch dơ. Hai, thấy tánh tình có buồn vui mừng giận, thương ghét muốn. Ba, thấy tánh thể rỗng không, không sắc không pháp. Bốn, thấy tự tánh thanh tịnh, không sanh không diệt. Năm, thấy tánh thấy bình đẳng rỗng lặng trùng khắp. Sáu, thấy tánh trí vốn tự nhiên. Tức là phải sáu cái thấy tánh. Nhưng mà có nhiều người á là tu cũng tu thiền, nhưng mà mới thấy một tánh, hai tánh, ba tánh này, hoặc bốn tánh thì họ là đủ rồi. Nhưng mà chưa đủ, phải trải qua sáu lần thấy tánh, mà mỗi lần thấy nó là càng ngày càng đi sâu hơn. À. Mà cái này phải hành thiền, phải đi vào hành pháp mặc hạnh của chư Bồ Tát mới được, chứ còn không phải mà hành sơ sài mà được đâu. À. Tóm lại, do chỗ thấy tánh có cạn sâu không đồng mà nhiều hành giả lầm chấp lạc vào tà kiến thành thiên ma ngoại đạo. Đặc biệt là chỗ thấy tánh thể rỗng không, không sắc không pháp, chấp chặt nơi đây, tự che bít lối đi của mình, cho là không trời không Phật, không thiên đường địa ngục, không tội không phước, đi vào thiên ma quỷ đạo, cống cao ngã mạng, huy huy tự đắc, coi các bậc tiền nhân chẳng ra gì, thật đáng thương thay. Lại nữa, có người vọng tưởng mong cầu thành Phật quá độ, bị quỷ thiên hoặc thiên ma thấu biết, hiện ra những điềm lành cám dỗ, như là thấy hào quang hoa nở, cỡ rồng cỡ voi trắng, rồi ngồi trên dần mây ngũ sắc vân vân. Hoặc chúng nói nhỏ bên lỗ tai, hoặc chúng xâm nhập vào cơ thể khiến cho tâm trí linh thông, nghi đâu có đó, mách bảo số mạng, nói tiền kiếp thiên cơ. Nhiều lần thấy linh ứng, ngỡ lầm mình đắc đạo, tin theo chấp lầm, đa nghi, tà kiến, vọng ngoặc, sanh tâm đoạn kiến, thường kiến, thiên kiến, biên kiến, xa đọa vào ác đạo, đời đời kiếp kiếp, mất chánh kiến, mất chánh niệm, xa rời chánh đạo, làm bạn với ma quỷ, gian tà, xảo mị. Phần này rất nhiều người chấp lầm, bị ma ba từng dẫn dỗ, dẫn dụ theo đàn tà mà không hay. Các đệ tử phải cẩn thận điều này, chớ sai lầm, và phải hiểu rằng đạo cả cao dài, sâu rộng, sự giác ngộ có cao thấp từng bậc không giống nhau, sự đại ngộ cuối cùng đúng theo như chữ minh tâm kiến tánh, là tâm sáng thông suốt các mối phiền não, phân biệt được chân vọng rõ ràng, thấy tánh thấy sáng của sự thông suốt, phù hợp với chánh tri kiến của Phật. Và điều chú ý là ý niệm đầu tiên của người xuất gia tu học hoặc hành thiền, đến cái đích cuối cùng của ý niệm đầu tiên đó vẫn nguyên vẹn thì mới mong khỏi lạc vào chánh pháp. Cũng như cây súng của một chiến sĩ ra trận, điểm nhắm đầu từ nòng súng đến nốt ruồi họng súng, chính điểm muốn nhắm bên ngoài thì khi lãi cò mới mong trúng đích. Bằng chẳng vậy chắc hẳn là phải sai lạc. Sự nhắm ấy phải giữ tâm trạng tự nhiên bình thường, nhắm quá độ mất tự nhiên bình thường sẽ bị chó mắt lạc ngay. Giữ sự nhắm tự nhiên bình thường đó là trung đạo, đó cũng là tức là chánh đạo của người chiến sĩ tùng quân. Thì cái người tu á, mà xuất gia đây mà hành đạo tâm y như người chiến sĩ tùng quân bên ngoài như vậy đó. Kết quả huyền diệu của lời phát nguyện. Để nhắc lại, vào năm Mậu Thân 1968, ngày 14 rằm Trung Thu tháng 8, hồi 12 giờ khuya, sư ra phía trước chánh điện, đứng giữa trời nguyện rằng: nguyện mười phương chư Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, thần thánh thiên liêng chứng giám, nếu phải kiếp này con tu học kết quả để cứu chúng sanh, thì sáng ra bầu trời trong sáng, không có mây mù để làm tin. Thật vậy, tháng 8 là lúc mưa dầm, mà sáng ra ánh trời rất quang đãng sáng suốt,
không hề gợn một chút mây mù nơi nào. Nên sư có kệ nói lên sự cương quyết hành đạo vậy như vậy: ta cương quyết không bao giờ chán nản, dù tan xương thịt nát chẳng ngại ngùng. Nguyện ban hành chân lý chúng sinh chung, đem pháp nhãn soi cùng trong vũ trụ. Ta quyết chắc một ngày kia thành tựu quả toàn năng toàn giác của Như Lai. Lời chân thành thấu đến chốn liên đài, xin Đức Phật ban ân cho đệ tử. Ta cương quyết vượt qua đường thách thử, dù phong ba, dù bão táp rập trùng. Nguyện phụng thờ chân lý chúng sinh chung, không bất mãn, không sờn tâm thối chuyển. Kỷ Dậu Niên ngày 15 tháng 11 1169, sau 4 tháng tham thiền nhập định, đóng cốc tịnh tu. Tóm lại, năm 1964 ngày 15 tháng 12 Giáp Thìn, tại tỉnh Xá Ngọc Thạnh, quận Thịnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, khai thông tuệ nhãn, tức khai mở thần nhãn. Nhắm mắt thấy coi cõi âm là sáng, mở mắt thấy cõi dương gian là tối. 12 giờ đêm ngày ấy được Đức Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi nhắc nhở tu pháp hồi quang phản chiếu và thập lục hạnh, cùng tự nguyện thọ giới Bồ Tát xuất gia, 10 giới trọng, 48 giới khinh, phát lên 12 lời đại nguyện tu hành để cứu độ chúng sanh. Năm 1165 ngày 16 tháng Giêng, rời đoàn giáo hội đi tu tịnh hành pháp thiền nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Năm 1966 ngày 24 tháng 6 Bính Ngọ, cất lên tỉnh Xá Liên Hoa, đầu voi rừng cấm, tức là ở đây. Năm 1967 ngày 16 tháng 2, sau 7 ngày nhập thất hành pháp hồi quang phản chiếu, ngộ lý tứ diệu đế, ý pháp vô sanh, tự sẽ dáng sáng tác tiếng gọi từ bi giải mở hận thù và bức tâm thư linh hồn dân tộc. Ngày 2 tháng 5 Đinh Mùi đi gửi bộ thông tin Sài Gòn để đánh thức con tiên cháu Phật cứu độ chúng sinh. Ngày 9 tháng 5 bị chất vấn để làm sáng tỏ mọi vấn đề. Ngày 13 tháng 5 bị dội hai quả bom 250 cân, bom rớt sai điểm nên sư Đặng an toàn. Cụ thể, ông Huệ đội pháo binh trung đoàn 48 sư đoàn 18 đóng tại dốc Bà Nghĩa Tân Nguyên, sau ngày giải phóng đã cải tạo đi diện HO định cư nước Đức, về thăm quê năm 2018 nói lại, bởi ông lúc đó làm tình báo cho Mỹ, kể với người thân đúng là Mỹ bảo thả hai trái bom tại tỉnh Xá Liên Hoa, nhưng một trái rơi tại trường học sơ cấp nhà chú Thuận chợ Tân Nguyên, làm chết liền tại chỗ 7 em học sinh, 5 em trọng thương, sau đó chết luôn, cộng tất cả 12 em. Một trái rơi trúng nhà ông Bảy Tới, xã Bình Long, huyện Vĩnh Cửu, Biên Hòa, chết 3 người, còn lại một người bị thương. Năm 1973, xe nhà binh Mỹ đụng song thân phụ mẫu nhà sư là Lê Văn Đấu và Trần Thị Khiếm tại ngã tư cầu Mới Biên Hòa, cầu Quá An, hai ông bà chết hết một lượt. Có bài thơ rằng: yêu quốc thổ, phụ mẫu hy sinh suốt cuộc đời trọn vẹn, mến dân lành, trời đất cũng nhỏ giọt lệ khóc thương tâm. Năm 1968 ngày 8 tháng 2 Mậu Thân, hành pháp hồi quang phản chiếu, xét thập nhị nhân duyên, ngộ lý vô thường của tâm pháp, đạt lý chân không diệu hữu. Ngày 8 tháng 3 hành pháp hồi quang phản chiếu, đại ngộ tự tánh bát nhã của mười phương chư Như Lai. Ngày 15 tháng 8 sáng 5 giờ ra giữa trời phát nguyện: nếu phải nhân duyên kiếp này con giáng thế độ đời, khai sinh khai kinh bát nhã, thì xin ơn trên khiến cho sáng ra bầu trời tươi sáng trong trắng không có mây mù để làm tin. Thế là đã được như nguyện. Khoảng 8 giờ sáng cũng ngày rằm Trung Thu tháng 8, ra trước đình thần Bình Hưng phát nguyện: nếu đúng như kiếp này con thành tựu đạo nghiệp cứu độ chúng sanh, thì xin chư Phật mười phương và hộ pháp chư thiên chứng giám con dồi bắt đất lên, thả xuống không bể. Thật là kỳ diệu, bắt không bể. Ngày 16 tháng 7, sau khi cúng lễ Vu Lan Bồn của năm Kỷ Dậu 1969, sư phát nguyện đóng cốc hành pháp thập lục hạnh, xuyên suốt hành thiền, tự tánh ba la mật, và nguyện nếu không viên mãn bồ đề nguyện, quyết không ra thất xã tịnh hoặc đất nước hòa bình thời mới xã. Thế là liên tục và liên tục hành thiền tự tánh, chuyển pháp bát chánh đạo nghịch chiều, đi sâu vào tạng tánh bát nhã, đến ngày 15 tháng 11 năm Kỷ Dậu là trọn vẹn công phu hành thiền, là đến ngày nay.
Ngày 10 tháng 2 năm Canh Tuất 1970, giờ Tý 12 giờ đêm, Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai thọ ký là An Lạc Hạnh. Cho nên cái danh An Lạc Hạnh của sư không phải sư tự đặt đâu. Sư có phát lên 42 lời đại nguyện đại khái, năm lời đầu như: một, đại nguyện ban hành chánh pháp của Tam Thế Phật; hai, đại nguyện nói dấu từ bi của Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai; ba, đại nguyện làm tròn sứ mạng ân trên giao phó; bốn, đại nguyện độ tận chúng sanh đồng siêu tịnh độ; năm, đại nguyện tùy duyên phổ hóa chúng sanh thoát qua bờ giác, vân vân. Ngày 2 tháng 9 Canh Tuất 1970, đến nhà báo Tinh Sáng nhờ đăng tải tiếng gọi hòa bình để cứu chúng sanh. Nói rõ bát chánh đạo hành theo hạnh thinh văn chiều thuận của kim đồng hồ là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà khi hành bát chánh đạo chiều nghịch thì sao? Từ chánh định chuyển ngược vào chiều sâu của lý tánh, luôn an trú trong thanh tịnh tâm, dẫn đến chánh niệm. Niệm niệm không lìa tự tánh sẽ sanh ra chánh tinh tấn không dừng, dẫn đến sanh ra chánh mạng. Sống bằng pháp thân huệ mạng, sống bằng pháp thân huệ mạng mới đủ khả năng gánh vác sự nghiệp của Đức Như Lai. Và hành chánh nghiệp, có sống bằng chánh nghiệp chân chánh ngay thật, mới hiển minh đặng chánh ngữ và nói lời chắc thật chắc quyết, không hề dấu trá đối với chúng sinh vạn loại. Có nói nên lời chắc chánh ngữ mới sanh ra, mới sanh ra chánh kiên tri của Như Lai. Thời gian hành thiền tự tánh có những điềm lạ xuất hiện như sau: một, con thỏ đồng chạy qua chạy lại trước mặt, bắt lên xem, thấy kiến lửa cắn bằng chân nó, là con thỏ đồng chạy qua lại, thì là nó đứng ngay trước mặt, sẽ bước xuống ôm nó lên, thì thấy bốn chân nó bị kiến lửa cắn. Cái thứ hai, hai trái bí rài xẻ ra chỉ có một hột chắc. Hai trái bí nghĩa là mình không có trồng, mà bà Ngọc Hiền hộ pháp á, cũng như bà qua bà nấu nướng thì cái nọ, rồi cái hột bí nó rớt rài thôi, nó mọc lên có hai cái trái bí rợ rất lớn, một trái lớn và một trái vừa vừa. Thì tôi kêu bà Ngọc Hiền xẻ ra, thì trong hai trái bí rợ này á, bỏ vô thau nước, cái hột của nó chỉ có một hột chắc duy nhất mà thôi, chứ không có hai hột nữa. Thứ ba là con rắn rồng chạy vô nằm khoanh dưới tháp thờ Phật. Thứ tư là cây thông tây đứng phía trước chánh điện, trổ 16 đầu, có một cây trổ 3 đầu. Thứ năm là 3 nấm mối lớn mọc lên trong cốc chỗ sư ở, và sau đó mọc thêm một nấm rất lớn. Thứ sáu là cây đu đủ tay đứng trước cốc cao khoảng 1m6, trổ chỉ có một quả cho đến tàn. Thứ bảy là 2 nấm cây mọc lên trong cốc giống tựa đuôi rồng. Năm 1974, lối 8 giờ tối ngày 14 sáng rằm vào tháng 6, tự nhiên một tiếng sấm nổ vang trời, ánh sáng tua tủa khắp vùng chánh điện tỉnh Xá Liên Hoa. Sáng ra tìm kiếm dấu vết, không thấy biết gì cả. Ngoài một tháng sau mới phát hiện da gốc bồ đề khô dột, từ từ bồ đề héo lá, chết dần đến khô. Khi cưa xuống, còn lại gốc lên tựa 108 đọt. Cưa rồi, cưa gốc rồi, nó lên một đúng là 108 đọt. Thì đó là cái bữa nay thì cũng như để nói lên cái việc hành đạo của nhà sư, cũng như có những cái hiện tượng lạ cho tăng ni và Phật tử mình nghe, để rồi từ từ mình nghiên cứu, mình tìm hiểu như thế nào đây. Không biết là sư khùng hay là thật, thật hay là khùng, thấy không? Mà bây giờ thì thấy ra, sở dĩ hôm nay muốn lần đầu tiên trong 52 năm, trong 20 năm đó, hành đạo, bây giờ mới nói lên cái sự thật này. Có lẽ đây là cái duyên, là cũng đúng đến lúc phải nói rồi đó, phải nói để cho bà con mình biết. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo hộ pháp chư thiên gia hộ cho tất cả chư tăng ni và Phật tử nam nữ gần cũng như xa,
luôn luôn có tính tâm với Tam Bảo, là tu nhân học Phật, đó là người cư sĩ tại gia. Còn chư tăng ni xuất gia thì cố gắng giữ gìn theo những cái quy điều mà Đức Bổn Sư Thế Tôn đã dạy, để mong sao lời của Phật Thế Tôn Thích Ca Như Lai nói không sai. Như Lai là Phật đã thành, tăng ni là Phật đang thành, và chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, như vậy tất cả chúng sanh rồi cũng sẽ thành Phật. Có nghĩa riêng cá nhân nhà sư mới thấy rằng Phật là cái gì. Đúng ra dùng cái từ Phật để tạm gọi, nghe cho nó linh thiêng, nó hiển hích thôi. Chứ sự thật là một con người phàm nhân hiểu biết về cái nguyên lý sinh hóa của vũ trụ thiên nhiên, tức là hiểu được chân lý thôi, chứ không có gì là Phật hết trơn. Không có gì là Phật hết. Nhưng mà cái người họ không hiểu chỗ này á, thì họ hiu hiu tự đắc. Họ nói là ta là bụng ngon rồi, vân vân và vân vân, là sai lầm với cái đạo Phật. Đạo Phật tu không danh, không lợi, không tiền, mà cũng không tình yêu cá nhân nữa. Không có tình yêu cá nhân. Giờ khi nói tới đây tôi nhớ câu nói của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Lúc mà ngài ra đời ở miền Tây á, thì có một cô nữ đó cũng mến ngài bằng tình yêu, theo ngài. Thì ngài mới viết một bài thơ á, ngài gửi cho cái cô nữ đó. Ta có tình yêu rất độn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu bao quát trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn đặng yêu, thì trong tâm ý hãy xây chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã mang một mối tình, dường như thể hải giới sơn minh. Tình yêu mà chẳng yêu ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Đó là lời thì đó là lời của Đức Thầy. Còn riêng cá nhân của sư Giác Sự này, hay là thiền sư An Lạc, cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi, không có gì khác hơn. Thì đến đây thì cũng chúc tất cả chư tăng ni và Phật tử luôn thân tâm an lạc, tu hiền được tinh tấn. Mô Phật. Cứ ngắt đầu tôm rồi quăng ra rồi cái mình đó thì để ốp lạnh mà xuất khẩu đó. Cho nên là suốt 2 năm coi như là làm tôm rất là nhiều. Thì trong cái tình trạng đó thì hôm nay cái quả báo nó tới rồi. Cho nên cái cô này thì cổ bị tôm báo quán làm bệnh toàn thân hết. Bệnh toàn thân hết. Cho nên sau đó rồi đi bác sĩ rồi theo như là cô kể thì trong ruột gan phèo phổi cổ bị cắt hết trơn rồi. Rồi sau đó thì để lát ấy rồi cổ có nói cho quý vị nghe. Ở đây tôi chỉ mở đầu thôi. Để mà quý vị theo dõi, tìm hiểu sự thật đó. Hồi xưa thì ví dụ quý chư tăng ni hay là bà con cô bác mình nói chuyện nhân quả thì cũng chỉ nói bằng ngôn từ thôi, hoặc giả là giấy trắng mực đen, chứ còn là chứng minh cụ thể thì không có gì chứng minh hết. Nhưng mà đây là chứng minh cụ thể là cái cô này cổ bằng tôm quá nhiều, rồi trong đó có một cái con tôm càng xanh rất là lớn. Thì bây giờ con tôm càng xanh đó, nó gặp chúng tôi thì bây giờ nó tự nhiên nó ứng khẩu, nó nói luôn, nó kể ra những cái tình trạng nó bị giết đó, để cho quý vị nghe. Bởi ông bà mình hồi xưa nói đời xưa trả báo thì chày, đời nay là trả báo một giây nhãn tiền, nó rõ ràng là trước mắt đó. Rồi thêm bà mẹ cô này hồi xưa đó thì cũng từng ngắt đầu tôm với cổ. Rồi ngoài ra nữa thì cũng có cắt cổ dịch đánh chiếc canh cho người ta uống này cái nọ, thì cũng có bị vong hồn báo quán. Thì sau đó thì những con vật đó nó cũng ứng lên để nó cho biết. Ở đây thì xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Hỏi nè, con là con gì? Con tôm càng tốt. Càng hả? Càng biết vợ sinh đẻ. Mà sao con theo nữ này chi vậy? Tại vì con thấy nữ này
tâm nó tốt rồi à. Mỗi một ngày nó đi tinh nó, rồi nó đi tinh nó có nguyện hồi hướng nó xin tội nữa à. Xin tội con nghe nó gia gia của chủ á, quan gia đấy chủ á, gia gia của chủ á, con nghe con. Nhưng mà có lúc con cho nó một cục gì nè à, con nó phải không chụp luôn mà con với nó quan trái thì sao mà con lại ghét nó hả? Nó tính nó không chịu giết luôn, chịu giết luôn, chịu giết luôn, chịu giết luôn. Mà mấy con chừng ba lớn, mấy con chừng bằng ngón tay cái thì hay là ba lớn. Hình đúng không ba lớn? Từ từ nhỏ. Nhưng mà nhỏ chiên ta. Nhỏ gì không con? Nhỏ chồng ta. Từ từ tôm á. Tôm. Mà ai vậy? Tôm thôi. Chỉ có tôm nè. Con là tôm á. Tôm. Rồi sao mà con làm sao cho nó bệnh mà nó có gì mổ gan hết trơn vậy? Thì nó móc con nó móc đầu. Nó móc con còn móc lại? Móc lại trả thù. Rồi thấy chưa? Mình giết nó cách làm sao rồi giết mình lại như vậy á? Tại quá báo mà. Nó tôi nói là nghĩ chữa bệnh này nó vậy đó. Bởi vì là quá báo quá rồi. Nếu tôi chữa bệnh người sống thì thành ra tôi bất công với người chết. Vâng, nó hù nó đó. Bất công với người chết. Cho nên tôi chỉ cứu người chết thôi. Dạ. Mấy cái nhà này chết nó buồn lắm. À, nếu nói cứu người sống là mình bất công. Dạ. Cho nên chỉ cứu người chết. Mà cứu trong trường hợp mấy người chết với giác ngộ vậy nè. Chứ muốn, chứ tự nhiên mà không dành cũng cứu. Dạ. Bởi vì cái nghiệp người đó còn đang nặng, họ chưa biết sám hối ăn năn. Còn con nữ này nè, nó kể ha. Nó biết sám hối ăn năn cho nên con mình gặp ông con lên đó phải không? Đúng vậy không? Mấy nhật dài chung cho nó. Mấy nhật dài cho nó hả? Mấy nhật dài cho nó hả? Mơ dắt gì lên sự đó. Không là đi xin cho nó đỡ nhẹ đỡ thôi. Cho con nhẹ đỡ đi. Đẹp lại phải không? Đẹp đỡ. Hàng đầu con lành đã hết, mình sẽ thấy đã hết. Đẹp đỡ. Rồi con có chịu tu không? Tu mà. Tu nha. Tu rồi nên ít ở rồi. Tại vì con thấy chắc nó đọc kinh mỗi ngày đó. Thế là phải sám hối được kinh ta mới tha. Khi không cái này không biết ăn chay niệm Phật thì không được kinh lại cầu cứu sư cứu rồi sao cứu được. Cái nghiệp nặng quá mà lại muốn cứu cái rồi à. Cho nên giờ không có làm cái gì đó được nữa. Ai là biết ăn năn cải hối. Đường dẫn trong hồn có quan gia nói chủ tôi thấy người ta tha thì gặp thấy sư nó ứng lên như vậy nè. Rồi sư mới thấy vậy á thì sư phương tiện cứu người ta. Cái sự nội quan tức của họ chết khổ cứu họ mà cứu họ hết á, tuy nói không cứu người dương chứ cứu người âm này hết người âm mà tha người dương tự hết à. Cũng như mình đi cầu siêu cũng vậy đó, mình cầu siêu cái trong hồn ví dụ cha mình chết mình nghe cầu siêu cho cha mà mình không biết cầu siêu quan gia tế chủ là mình còn ích kỷ. Ở đây sư chủ yếu là cầu siêu cho quan gia tế chủ của người nào đã chết được siêu, mà quan gia tế chủ siêu thì tự nhiên được đi siêu, có nghĩa là cái quan gia tế chủ không còn níu người đó thì người đó đâu có còn đang còn khổ còn lo nữa. Nó là như vậy á. Hai cái kia mà nó mấy cái lần thật quá rồi đấy. À, mấy cái thằng này nó cũng có phước, nó có tu, nó có gặp sư á. Vừa rồi á, có một cái con nữ ở nhà bà ba má nó ở gần Thánh Chí Hòa, Sài Gòn. Nó bệnh nặng dữ lắm. Nhưng mà đi thầy bà thì giải quyết không được. Nhưng mà khiến, đây cũng coi mạng nó chỉ lên đây. Ai về đâu có con nữ này thì con rắn chín đầu, rắn xanh. Chín đầu nó ở kêu đủ đó à, thường bữa nó tu rồi nó tu 10 kiếp rồi nó cải lại á, là nó ăn cái đu đủ nó sống nữa, chứ nó không còn ăn cắp ăn nhái ăn gì nữa trơn, ăn đu đủ không, con rắn chín đầu
mà con nhỏ này ra hái trộm với đu đủ của nó, cho nên nó mới bắt nhỏ này bệnh. Thì dẫn lên sư thì con rắn nó lên nó khai luôn, mình thấy vậy thì sư độ con rắn luôn, độ con rắn sẽ giác ngộ với tu, thế là nhỏ thì tự nhiên không độ nhỏ kia nhưng mà độ con rắn đó. Thì con rắn thân cái là nó độ nó rồi nó nghe nó tu, nó chỉ biết rồi nó tha thì nó tự nhiên, thấy không? Bây giờ con muốn sao thì cứu con không? Đúng không? Muốn cứu mà con muốn. Vậy sao cứu con ha, ráp đầu ráp giải rồi đuôi rồi lành lặn để hết. Trời ơi, cái đầu con đi chơi cái càng không hả? Ờ, càng con hả? Càng xanh hết, càng xanh nha. Nam mô Phật Phật Niệm Hồi Thiên Quý Giảng Bá nè, con uống nước này nè, uống nước Phật Phật nè. À, rồi khi ông sẽ tầm nước cho con nước đưa ra cái miệng nó, tại vì nó đâu có tay đâu, quên nó hơi cái càng. Uống nước đi, uống vô thì cho ông sẽ cứu cho cái con lành là hết. Uống đi con, uống đi. Nó còn phù hẳn cái gì này, thì ông cho con uống nè, uống đi con, uống đi. Rồi, nè, thì ông á, rát đầu còn lại hết. Mình nãy giải sầu là dấu ích lần hành cái Phật màu tiên dưới nữa á, chỉ là biết, lần hành là hết, biết, rồi, là hết rồi. Mình cũng hết, mở mắt ra luôn, biết, mở khẩu, biết, rồi, tỉnh lại, mở mắt ra. Rồi mở mắt ra. Không biết gì hết hả? Nãy giờ không có nói gì, không biết gì hết. Giờ con nghe người từ từ bình tĩnh, là nghe người trong người nó còn nhức đau cái nào không? Nó ra rồi là biết. Ra ở đây ngày sau tôi biết tất cả là lặng hết, bao nhiêu cũng là lặng hết, biết đầu mình tay chân là lặng hết, biết là lặng hết, là lặng hết. Một pháp viên thành á, đây gần sông Đồng Nai nè, dẫn mấy cái phần mấy con tôm này nè, tất cả dẫn xuống đó cho trong Đồng Nai cho ở đi, mát mẻ ở cái bến nước nè, rồi ra niệm Phật cho nhiều, rồi không ở cái hồ sen xương mới trồng sạch đồng dữ rồi. Thôi dẫn cái chở hồ sen đi, rồi dẫn cho đi không mát ha, không pháp chưa thầy cho dẫn cho cái hồ đi, thì dẫn cái chở hồ sen đi, nó là niệm Phật tu. Cái nó là con cho nó là làm rồi bỏ vô, ví dụ để lên con lên không cái là nhát cái đầu bỏ qua đầu bên đó, thì mấy con lại sẽ lên mạnh rồi lên nhát cái đầu ra của mình cái khẩu thôi, đầu được mấy cái chợ đi chợ bán về sống cho sói nhát rồi đem con cá đi bán. Sao nói đúng ra biết tu thì ai cũng vậy thôi, không có gì mà tạo hết, mình nói sự thật không có gì mà tạo hết. Ví dụ giả sử như tôi mà lúc thì tôi tu hồi nhỏ tôi bắt dế tôi đá, nhưng mà con nào mà nó chạy đấy mà nhét đầu tôi liêu liêu vụ cái đá ở nhà có gì đâu mắc cỡ, mình vô minh mà lúc mình không biết á, thấy không? Chuyện sát sanh hại mạng là chuyện thường, nó giết người thì mình kể ra mình thấy rước quá không thể, tại vì mình không có cái làm gì đó. Còn cái chuyện mà cá bắt con hay là bắt lươn cái chuyện đó bình thường, cuộc sống thế gian mà, nhưng mà lúc mình không biết á, mình tưởng chừng như không sao đâu, thấy không? Rồi ví dụ người lớn người ta cũng không thấy được nhân quả như vậy, kinh sách thì nói chỉ nghe bên lỗ tai hoặc biết cái mực đen cái đâu đấy là hình thức như vậy đó. Bây giờ mấy vị thấy hình thức rồi đó,
Bây giờ nghĩ là như vậy thôi, có bệnh mới ra ngoài, cái bà này về đó uống thuốc 3 tháng trước thì nó hết, 3 tháng sau vẫn là. Rồi bà phải ráng sám hối nữa nha. Dạ, con này á là cái nghiệp của cổ như vậy rồi, trả rồi nè. Rồi giá cậu của bà còn bị nữa. Dạ. Bà nó chưa lộ, bà phải lo sám hối đi. Dạ. Ráng sám hối cầu nguyện á, ráng tu tâm sửa tánh. Dạ. Để sau này những cái linh hồn nó theo bà á, nó không có báo bà. Giá hộ nó tu, cái con tôn nó cũng phiền nữa nha. Nó không có chú đâu, ngày nay được cả năm rồi chứ. Ngày nào cũng là sám hối cầu xin. Ai cũng vậy á, cha mẹ sinh ra lớn lên đâu ai tự nhiên mà giác ngộ liền đâu, kể cả giờ tôi giờ nè đâu ai mẹ sinh ra giác ngộ liền đâu. Yeah. Nó giác ngộ cũng thời gian sao. Yeah. Từ từ nó như vậy đó. Trời ơi, nó hết mình, nó làm giác, giác ngộ cái năng lực của đạo độ, nó làm người ta tiền, nó hết sinh hồn mình sửa đổi được lại, cứ bệnh biết vậy không làm người ta tiền hết. Câu này nè. Yeah. Bây giờ lâu nay đọc kinh sám hối thì cứ tiếp tục. Yeah. Cầu nguyện dân ngôn mà hầu nghiệp báo chứng báo thì dương dấn tôi được siêu thoát. Yeah. Rồi ăn chay, ăn chay đường chưa? Ăn chay còn tháng chưa ăn đường thấy không? Ăn đường. Ăn đường. Ba bệnh đó thì không có giá, không xuống đất không có luôn. Tôi quy y năm 92 mình cũng sao ông này chưa cũng quy y con về cái chuyện mà cái chồng cũng để mình cũng được sạch sẽ lắm thôi con, cũng là vậy mình mà nghe biết rồi càng ngày nó càng tệ rồi, cứ mong như người con ăn như mình như chiều bố rồi như tiền một cửa con đó, rồi lúc trong nhà con một bưng đồ đem hết cho ma nữa, rồi con thấy vậy đó, rồi con thấy vậy rồi đầu con mới là quay đầu rồi con cũng sắp ăn những mình ăn chay, con cũng nhiều lần con ăn chay rồi nhưng mà không có biết rồi. Con bị tội nó nặng nghiệp con nặng, con nói không được, thì ba con bệnh nặng quá, ba con chết rồi. Thì con mới là giải con xuống tóc con trai, nhưng mà con đi qua đó, con có khách người ta bảo nó bắt, không cho con được ở lên đó. Thì con qua bệnh Mỹ á, nhưng mà nó bệnh á, nó qua bệnh, nó xin ra bệnh, nó nuôi dẫn. Rồi xin đi làm cái tiền bông mua hiểm á, chào đầu họ không cho làm, nó chào đầu nó đi chùa ở, không cho làm. Cháu mới xin nguyện là xin cái người với bề trên Phật tổ Như Lai cho để lại mình làm kiếm được những tiền đó cho báo hiếu cho ba cái bệnh. Nó cũng làm được, cũng làm cái bệnh này là cũng được mấy năm rồi, nhưng mà giờ con về nó nghẹt thở thôi, không tục tin được nữa, nó nghẹt thở bên đây về rồi mới xét nghiệm lên bển thì mình có bỏ hiểm mua đồng nổi về cái xét nghiệm lên cứu, ta thấy việc bên đây đó là giờ nó cũng nắm từ ngủ á thì sao con sẽ bị bích luôn nó sẽ không mấy tháng hoặc hai tháng là con sẽ chết không, tại vì nó nghẹt ngay nó đứt hết ngay rồi con sẽ chết. Thử con bao nhiêu lần mà con cũng cố con không nghe được, con về con thử anh đó là mình nó nắng nó luôn cũng thở được cũng nắng luôn không nói được hổ à rồi mũi nắng á chết cái nắng không được đâu sư nắng là phong. Ừ. Cái đó là do phong chứ không phải là cái nắng phải dịch phong nó dâu nó mới chết dâu vậy đó nó hết được giỏng rồi nên nằm ở bệnh viện dưỡng bú đây nè. Thử cho mấy cái dịch ra là mình thử nó như bây giờ bà lúc con xuống thì cỏ đầu nó là nếu mà tu nếu mà muốn chết thì mà tiếp tục ăn thì bà sẽ nói thì trong tầm mấy tháng người ta sẽ hỏi được sư phụ còn nó đi đi con là muốn chết cái gì đó nên là nghĩ ra là con nói hơn về cho con sư cho con ăn nhưng mà con không ăn được mình không ăn những cái loại thức ăn thì rau cá hay là tôm cá thịt cá là mình ăn, mình ăn vậy nhưng mình mua lợn mình ăn ăn nước nhiều cái. Ừ. Được rồi, bây giờ giải quyết cho vụ cô xong rồi đó. Bây giờ cô có cái xác cô mới vô được. Nghe không? Bây giờ cô phải cho mượn để cho mấy con tôm nó theo má cô á vô đây. Em cho thú nó luôn cho nên mai mốt nó hành đã. Giữ con tôm theo cô nó giác ngộ rồi. Tại vì sao này nó báo bà mấy con vô đi. Sẵn thì ông rác đầu cho mấy con luôn hết, rồi hồn rồi mình lại nở hết chứ để mà là sao lại cho nó cứu đâu đó. Khóc rồi nó vô nó khóc như đâu đó. Để nước mắt ra con nói được tiếng ngờ lơm để sao mở tẩu cho con chuyện gì vậy con gì
cái Phật niệm hồi thiên biến và quá mở khẩu nè. Rồi thả miệng ra, thả miệng ra như sao, thả miệng ra đó đó nè, con vịt đó nè, vịt đó vịt đó hả, là má cạch cẩu con đó hả, không đó là chuyện lộ chắc này nha. Sao chắc đó? Ồ sao chắc để lộ con lấy tiếp cái con tụi con nè, con đi tôi đúng anh ăn đó. Ồ chắc đó. Ồ vậy hả, tụi con theo bá luôn á hả. Bình Nhân Hán mà quê ở đâu? Quê ở Gòn Tân Đông. Ồ mà ông mà ông từ sao ông chết vậy? Con kể ông nghe, nghe hồi đó nó còn quen cái con nhỏ này, nó mới có 27, 28 tuổi hả? Mà lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Con lúc đó con 6 mấy rồi. Ui, dài vậy hả? 6 mấy rồi. Ờ. Trời ơi, ở nhà bà kia bà không quen rồi, con đâu có quan hệ được. Cái con quen với con nhỏ này nó trẻ trẻ mà con 6 mà. Ờ. Đầu cái con cho nó ăn thì con biết là bao nhiêu luôn. Vậy hả? Con bé con lấy tiền của bà nhỏ nhỏ một cái túi. Con trẻ, có vậy nhỏ rồi. Con thiếu gì bà, con thân sáu bà, một bà, hai bà đi Mỹ. Một bà có thằng một con trai, một bà có một thằng con gái tên là Quỳnh Lê. Bà ở Long Xuyên đó tên Quỳnh Lê. Còn cái bà bên Úc á, là bà có một thằng con trai tên là Quỳnh Lê Thiên Tử. Trời đất ơi, cái tên nó đẹp vậy đó. Mà con hả, con sống con chờ nó về để mà con dắt cái mặt của nó để làm cuối cùng trong cuộc đời con, để con chết không tội nghĩ. Mà nó mẹ nó không cho về thăm con một lần nào hết. Khi mà con chết con quán giận bả nữa. Con nói tại sao bà ác như vậy, bà không dẫn con về để gặp tôi. Con mang tội dâm dục á. Nhiều vợ vậy, tất cả cộng mấy vợ? Bà Bà Thủy, hai bà Thủy là hai. Ai? Bà Quyền là ba, bà Hữu là bốn. Bà vợ chính thức con là bà Lê Thị Cúc là năm. Bà chính thức ở tự đâu? Bà đang bà ở từ ở Tân Triều bưởi Tân Triều á. Ủa vậy ông người ở đâu là bà đó? Là ở Gò Công. Mà hồi xưa con lên đây con làm tài xế trên này nè, cái con quen con ngủ lắm mà có một cái con chê bả có chuyện kia kìa, thấy con đi tùm lum con tùm lum đó. Rồi sau khi bà đó đó hả, bà vợ nhỏ con á, cái bà vợ lớn con, bà đẹp ngủ lắm. Với bà sau này không có ai bà nguyên có một khách, cái bà sau này bự con, trời con hồi đó con mà đẹp bự con thấy. Vậy là con háo sắc quá. Đúng rồi, con háo sắc đến nỗi con dê con dâu con á, nó tắm con gừng con thấy luôn. Thằng này nó biết mà. Ừ, có ông nhỏ. Nó nói mà, mẹ, ông nội á, ông nội gừng mẹ tắm. Chết cha một tóc, gâu đánh lời ai. Hôm nay con được về đây là Quan Âm nói là mày phải nói cho thật sự, chứ mày nói sai là mày chết. Nói sai là chứ ông không có dẫn đến đâu. Người biết rằng đó nha. Tội dâm dục là tội lớn nhất trên thế gian này. Dù vợ con có nằm một chỗ đó, không phải lo chăm sóc chứ con không được đi ngoại tình. Mẹ dạy vậy phải không? Mẹ dạy vậy. Con đi ngoại tình. Nhưng mà con chết chung dữ á, là có bị đánh đập, bị hành bạ thì không? Đừng nói tới con khóc bây giờ. Trời ơi, khi mà con chết hết 349 ngày, con xuống dưới con bị đỏ chứ. Nó khiêu đốt con một ngày không biết bao nhiêu lần mà không xác của con đẻ nói rằng sau này cái thằng này đục túi. Cho nó đi, cứ đốt nó đi. Nhưng mà sau này nó phải về thế gian, nó kể cho mọi người biết. Mà bị đốt, bị ôm cái gì mà con một đồng sắt nó cháy phần lửa vậy nè. Bắt ôm vô tuột lên, bắt tuột xuống, làm hoài con cháy phần xèo mà con đau không chịu được. Ghê không? Mặt có thể không hay giả á? Từng ai nói giả nha, địa ngục không có nha. Có mà chú có nói xạo không? Người chết rồi con, bây giờ con cầu con được đi tu mà. Con có láo làm gì? Mà phải nói cho thiệt nghe. Không thiệt thì mọi người muốn xuống dưới cho xuống đi. Để tạm với người tác cho xuống. Như vậy rồi sao mà được lên? Thì quả thân người tác nói với địa tạm với người tác bây giờ là con mới biết.
nói rằng ông cũng hình phạt nó đi, để cho biết cái thế gian này đừng khinh khi rằng nghĩ rằng đi trốn chợ ngoại tình là không ai biết ha. Nhưng mà khi giới xuống đó sẽ bị vào cái chuyện địa ngục đó, nên việc con không biết. Nhưng mà có những cái người nữ thì bị cưa ra làm hai, bỏ cho chảo vào nấu nấu nấu, rồi cho mày sống lại cưa đi, bỏ cho nấu nấu nấu. Mà người nữ là người tội gì mà bị cưa vậy á? Đi ngoại tình lấy trai. Vậy á hả? Còn người nam đi ngoại tình lấy gái. Sẽ bị ôm bị cột nè. Quá wow, quá wow, rồi. Nhiều tội lắm, cứ tập trung địa tạng đi biết. Con hồi tối này. Như vậy thì chú đọc kinh địa tạng, chú diễn tả cho làm gì có thể bị hành hạ chứ? Ủa, sư ông là người tu hành đã đọc kinh địa tạng mà sao sư ông nói vậy? Sư ông phải nói vậy á. Con nói đây là sách có chứng, mắt có thấy đàng hoàng, con đã bị đỏ xuống dưới con mới biết. Vậy đó hả? Nó thấy rõ ràng cái người nữ ngoại tình là bị cưa, chết rồi sống lại, rồi cưa tiếp, rồi chừng nào mới thôi? Không thôi được. Hoài. Tại vì nhờ cái con dâu con nó phát cái lời nguyện, nó hồi hướng cho tất cả mọi người trong đó có con. Trời, thành ra là chú mới được về. Con mới được về. À. Nó nói rằng, nó nói trong tâm nó qua Bồ Tát bảo lại với con rằng, con đã có nhân duyên làm dâu trong nhà này, dù ông bà nhiều đời nhiều kiếp bên nào, con vẫn nguyện hồi hướng cho ông bà bên đó. Bây giờ ông bà con bây giờ đi được giảng sanh, con thích lắm. Chí mị hỏi mình con là phải tu mới được đi. Phải bây giờ phải tu phải nghiệp con quá nặng. Con ở với bao nhiêu người ta phá thai, cái bà hủ bà hỏi con bao nhiêu đứa con đã phá hết trơn, chút xíu nữa nên là nó khai cho ông nghe. Ghê vậy hả? Thì ông cũng háo sắc quá mà ao hại biết bao nhiêu nhân hồn tích quan lớp đó. Con ở hả, bà nào cũng có con, có bình bà quyền bất kỳ, bà không cho có con. Bà có hai đứa con bà không cho. Còn bà ở dưới là cái Tiền Giang đó, bà đó tên bà Bé. Bà má của Quỳnh Lê á. Bà ở dưới là Tiền Giang, mà ở Tiền Giang mà khi bà cứ đổ đường vậy. Không. Tiền Giang có gì có quên rồi, quên ở cái gì đó. Tiền Giang đó là quên rồi, bà con biết bà ở đó. Rồi xong rồi một bà đó, cái bà hồi xưa đó, bà ở sau nhà nhà con đó, cái bà đi ngoại tình với con, chặn bà đi chạy xe chung với con nè, bà đẹp lắm. Vậy hả? Bà về nhà mà bà thấy con đẹp. Bà qua lại với con, có thằng Út đó, trời ơi thằng Út có đẹp trai nó giống con, tụi khác cực kỳ. Nhưng mà bác ăn một bát nói sao này, nó sẽ về đây bắt tiền cái nhà này. Khiến cho nó phải về tiền. Nguồn tội phải về tiền. Thôi bây giờ vậy nè, giờ ông có thật sự phát tâm niệm Phật chưa? Con bây giờ con niệm ăn một bát được rồi nè. Con niệm Đức Phật A Di Đà cũng cao. Mà từ đây sắp tới còn háo sắc nữa không? Còn không đâu, để háo mà có còn đi được, cũng không dám háo nữa. Không dám nữa phải không? Thôi chắp tay lên đi, rồi sư ông cho quần cho áo, cho quần cho áo mặc rồi. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, ai đi gặp Phật á. Tất cả những hồn linh trong đây không có thanh, cho có thanh là mắt tay mũi lưỡi thân lý đàng hoàng hết. Và những có quần áo của lượng thân thích chuyển lên, những hồ biến. Rồi, đó. Các bạn á, bây giờ thời gian ra đi, ông Phạm Thuy Thành cũng không giờ biết giảng nè, giờ ở đây tôn hay là theo ông? Bây giờ con còn ở đây nè, con còn một cái ông ở đây, con cũng đang giữ để con phá thằng nhóc anh một tới nha. Con là ai? Con là một nữ mà con chết ở cái giếng này, là cái giếng này là hồi xưa con chết mấy chục năm rồi. Mà cái cục đất này, cái nữ này nó về nó mua ở đây. Mà nó ở. Cái nội này là mẹ của nữ này nó mua đất này, bây giờ con út rồi. Thấy con nhiều lần con muốn gặp cho con nhỏ này mà con gặp không được. Thấy hôm nay cái thằng này nó đi ra phải nó chơi con gặp vô. Mà anh Bồ Tát nói rằng Bồ Tát sao dám gặp cho con ít. Hồi tối này là mẹ dạy cái nữ này nè, cái độc chú gì đó, hút con qua, hút con qua con mẹ nó, không còn ở trong con đó. Nhưng mà một chút sư ông phải
người khác. Mà con nay con sám hối trước người chư chư Phật nha. Hôm nay con thoát khỏi cái giếng đó rồi, con mừng lắm, con mừng tiên kim thoát. Con cảm ơn cái con nữ này vô cùng, vì nó có một cái tấm lòng từ bi giống như Quan Âm Bồ Tát á. Nó quá độ cho chúng con, hôm nay con được cái gì gọi là cái gì? Gọi là con được giảng dạng sanh, nó là con được cái gì à? Kim thoát á. Nếu mà con không làm được chữ này là con không bao giờ đi được đâu. Bây giờ nè, bây giờ chuyện của con á, lại giếng bây giờ cho con nghe nha. Dạ. Không còn ở giếng nữa. Dạ. Rồi con phải niệm Phật cho con. Dạ. Nhưng mà giảng sanh á, xe ông nói con nghe, giảng sanh tức là con không còn bị giam gì nữa. Dạ. Con không được giam nữa hình quỷ. Con không còn bị sơ giam khỏi súc sanh. Dạ. Con chỉ sống được mặt đất bình thường. Đó là giảng sanh là chứ không phải giảng việc gì về về mặt chuyện trời đâu. Đúng rồi, tụi con có tội không được về đó, thì đạo tu tốt mà được về trên kia. Mà vậy là con dạy con như vậy đó. Trời, con ăn, ăn Bồ Tát dạy con rằng chúng con ơi hãy tu tốt đi rồi mới được về đây cương cực lạc của Đức Phật Thái Thanh Đà. Chứ đâu phải mà đọc kinh thì giảng sanh đâu. Đúng rồi. Đúng không? Tu, dạ dạ không phải. À, ông hỏi nữa nè, phải tu phước có công nhiều mới được về trời. Dạ. Đúng không? Ví dụ mấy cái dông hồi nãy á thì cũng được mẹ Quan Âm cứu thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ xuất sanh thôi. Dạ. Chứ vẫn sống mặt đất thành thường đúng không? Còn mấy dông hồi nãy á, chứ đâu phải giảng sanh cứ về trời của Phật. Đó là giải dễ vậy. Để con hiểu rồi. Chúng con là cũng mắc tội nặng lắm. Bây giờ muốn đi về Tây Phương Cực Lạc thì chúng con phải tu cho giỏi. Ừ đúng rồi. Chứ không phải tu dở thì phải xứng làm người biết à. Ừ đúng rồi. Mà phải tội luôn dặn. Đúng rồi. Bây giờ con thấy sợ quá rồi, con muốn tự đi xuống địa ngục rồi mà con trốn lên đây nữa chứ. Mà cuộc đó có bây giờ sạch sẽ rồi con đi là rồi nó xé rồi thì thôi con đi chùa ngồi cho con tu nè ha. Dạ. Rồi tất cả chắc tay đi qua một tám kiếp độ cho mấy du hồn các nữ này hết để ra tu màu chiều đi chặt qua chuyện nè ra hết rồi biến và ngâm tiếp dẫn cho người tỉnh lại chưa tỉnh được. Sao vậy? Con còn là không tên là Nguyễn Văn Đông ở cung đất của con nữ này ra ở khác nữa. Mà sao? Con cũng khóa nó vô cùng lắm á. Sao khóa là chi? Con là quê chính gốc ở dưới Cần, Cần Thơ rồi. Con vô dạc bên đây là tại vì chiến tranh á. Thế con vô đây con ở đây mấy chục năm rồi mà nó về đây nó ở nó có cúng chung ăn đâu. Trời ơi, con khóa nó quá trời quá đất luôn. Ở đâu cũng được á. Thôi vậy nè, con thấy gian thầm giờ ở đây xong chắp tay xong cho ba bộ quần áo à thôi đến là chết giờ đau còn đau không à nhất thương của con không đánh nổi mà tại sao con chết con không biết chúng đâu hả có chúng ở trên đài con á chúng đâu quay chết chứ sao không chết được con nhớ gia đình con quá sư ông ơi. Nè chị ông rửa ra hết đồng ông giao tư đường quê đường hồ của họ đường hồ tình yêu em phá là lần nào lại rồi bên đầu đó rồi. Bây giờ muốn về quê không? Thôi con ở đây tu được rồi quê không làm tội tạng thôi. Ừ, quê không tội tạng cũng tốt rồi. Thôi hổ mắt như này nó cho ba bộ đồ mừng mền chiếu gối đầy đủ ở đây thì mặc cái nhiều nhau. Con nhớ
nhân là vợ là bồ của cái thằng Quỳnh Anh Tuấn á. Cái thằng Quỳnh Anh Tuấn với con Nhân này ngày xưa nó là bồ với nhau đầu tiên mà nó không lấy được nhau. Thì khi mà cái thằng Quỳnh Anh Tuấn này cưới vợ rồi á, nó đầu nó bị chồng bỏ, nó ở với chồng nó không có có con. Nó biết thằng Tuấn này về đây ở, nó quyến rũ thằng Quỳnh Anh Tuấn này, nó làm có tiền. Nó đi đến ông thầy đó, nó hỏi ông thầy là ý mùa là con nhỏ này chết, cho lỡ nét người lên đi, cho mướn ngay lỡ nét mình đi cho chết đi. Nó lấy thằng chồng của con này. Vậy hả? Yếu vợ này á. Nó yếu con vô cái con ăn Bồ Tát á. Cái con vợ này đem đi về là bắt đầu con nhỏ vợ thì nó có một cái linh tính hay lắm. Nó mở bớt ra, cái bắt đầu nó thấy nó nói cái này là hiểu bùa chứ không có gì hết. Nhưng mà nó trước khi nó đốt nó cũng luyện với bà ăn Bồ Tát cho con xét được đốt, con biết cái này là bùa. Từ đó tới sau nó đốt một cái nó dính luôn, là con vô luôn. Nhỏ này con vô sát con nhỏ này luôn. Tại vì cái ông thầy đó ông nói chừng nào cái con này nó đốt cái miếng phép này mùa này thì nhà ngươi phải ở trong đây phá nó cho ta, phá xác này cho chết, để cho cái con Nhân này nó lấy cái thằng Quỳnh Anh Tuấn này. Mãi về lấy nhỏ còn sống không? Còn sống nó sẽ hậu quả, nó sẽ không lường. Nó trong năm mai qua anh Bồ Tát sẽ phạt nó một cái bệnh rất là ghê luôn. À, bây giờ về Ngư á là sao? Ở trong xác này hả? Không, bây giờ con muốn đi ra, có người cứu con mà con ở đây làm gì trời? Tại ở trong chơi đi, ở ra. Bồ Phật, chơi gì mà chơi ở đây? Trời ơi, mấy chục tiếng con có được đi mà biểu con ở đây chơi ai chịu? Thì thôi giờ ra nhau. Ra chứ, ở đây chết. Mà anh Bồ Tát biểu con ra mà không ra, quýnh Bồ Tát.